Chào anh em nhá, thì hôm nay em tiếp tục lên một con bot VIP áp cao 1800V cho anh Dài trên Lai Châu nhá. Thì anh Dài có đặt bên em một con bot VIP 24V bản 2024. Thì đây là model mới nhất áp 1800V nhá. Đấy, thì toàn bộ mạch miếc của anh ấy được em gia cố lại hết chân mạch rồi. Đấy, đi dây đồng và đắp dày dặn lên tất cả chân biến áp và chân của Fed. Đấy, để đảm bảo cho anh kéo cáp và đánh vợt bền nhất có thể nhá. Thì phản hồi của bot VIP 24 áp 1800V thì rất nhiều khách phản hồi bên em rồi. Thì các bác nào có nhu cầu tham khảo thì có thể inbox trực tiếp vào Zalo để em gửi video tham khảo. Còn đây là phản hồi của khách này. Cao này 24V này này. Có anh chửi đây. Này quay lại. Nghe cho anh xem quả kích bot VIP áp cao này 24V này này. Có anh chửi đây. Bot VIP áp cao bản kéo cáp. Đấy, dòng này thì đánh nước trong nước đục ngon lắm. Toàn hàng khủng luôn anh em ạ. Chết to lắm. 6 cân đấy. 5 đến 6 con chúng con bé và to. Ok nhá. Thì các bác đã xem được phản hồi của khách. Thì giờ xin phép các bác là em sẽ vào vỏ và hướng dẫn các bác sử dụng dòng bot VIP 24V bản áp cao này nhá. Thì các bác cùng đón chờ video em hướng dẫn các bác nhá. Chào anh em nhá. Thì đây là con bot VIP phiên bản áp cao áp 1800V của anh khách ở trên live show. Sau khi em đã vào vỏ xong nhá, thì nó sẽ sử dụng biến áp của bot 24V 1800V này. Đấy, dàn tụ phóng đầu ra này. Đấy, 8 nhá, 8 tụ phóng đầu ra chạy full 3 cảm. Dơ le thì nó sẽ chạy tầm 5 dơ le anh em nhá. Đấy. Ok, thì toàn bộ nó sẽ chạy bằng Fed IZF3205 lưng đồng nhá. Đấy. Thì em sẽ test máy cho các bác nghe tiếng máy nhá và hướng dẫn các bác sử dụng để đánh con bot VIP áp cao này nhá. Đấy. Thì hệ thống quạt làm mát thì lắp quạt siêu tốc nhá, siêu khỏe luôn. Quạt này 0.7A. Đấy. Đảm bảo cho các bác làm mát cực tốt, không lo nóng máy. Đấy, ok nhá, thử này, bấm còn này. Đấy, các bác nghe tiếng quạt gió chưa? Nó rất là khỏe luôn. Đấy, em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh tần số nhá. 40, 100 và 18 để đánh cá ăn tăm, đánh bỏ mồi, đánh chọn điểm nhá. Còn bác nào mà kéo cá ngạnh, cá bò à, chuyên ngạnh thôi thì chỉnh cho em tầm khoảng 30 hoặc 35 thôi nhá. 18, 20. Rồi, lòng có bóp rồi. Thì có bóp thì các bác đấu vào hai cái nút bên trong này giúp em nhé. Đấy, đấu hai nút bên trong này. Đấy, từ từ. Tháo mẹ cái nút nhựa này ra, chờ em chút nhá. Ok, thì em tháo, em đấu vào hai cái nút bên trong. Còn các bác mà đấu ra hai cò ngoài là nó đánh mất công suất của máy đấy. Đấu hai cò trong giúp em nhé. Đấy, thử này, bác nhìn nát nhá. Đó, đánh tần số 40 thôi mà bóng bác nhìn nát nó sáng quắc luôn các bạn. Thì dòng bot này nó chịu tải cực tốt, nước ngọt trong ngọt đục, nước tạp chất vẫn bền tốt nha anh em nhé. Đấy, kéo cáp và đi vật cực kỳ ngon luôn. Đó. Đấy nhá, em hướng dẫn các bác cách bấm cò nhá, một cách chi tiết nhá. Đây, các bác bấm cò này, ví dụ trèo đến điểm đánh này, hoặc là các bác cứ đánh 15m đánh một lần, đánh xuôi chiều nước này, trèo đến điểm đánh bấm này này. Cò đầu các bác giã cho em tầm 5-6 giây nhé. Đấy. Sau các bác nháy còi cho em nhé. Đấy, xong lại đệm lại tầm 5-6 giây. Xong lại nháy. Đấy, đánh xuôi chiều nước chờ cá nổi nhé. Hoặc đánh nước đứng thì đứng yên chờ cá nổi. Còn khi nào mà các bác phang trúng bầy ngạnh nhá thì các bác phải ghim cò. Đấy, cứ vậy nháy ghim ghim, nháy nháy ghim ghim. Khi mà trúng bài ngạnh rồi thì các bác cứ đứng yên quay thuyền theo chiều nước. Đấy, cứ nháy nháy vậy cho nó nổi hết thì hãng vớt nó riêng ngạnh. Mà trúng ngạnh thì đánh trúng cá ngạnh thì nó nổi cực kỳ lâu luôn. Nên các bác cứ yên tâm không sợ nó chìm đâu. Đấy. Cứ nháy nháy vậy thôi. Ok. Còn tần số đi vạt này, em chỉnh tần số đi vạt này. 45 này, 75 này, 28 để chuyên chọc vạt cá chép nhé. Đấy, nếu mà con cá nó chạy thì các bác có thể tăng lên, hoặc nó nổi đằng sau thì giảm điện áp đi. Đấy, 45.
Đây, còn nếu mà bác nào mà muốn băm chuyên về cá chép này, đánh cho em này. Đấy, 50, 7, 75 này, 40, 45 được. Đánh chuyên cá chép nhé. Đánh tầm 45 rồi, 50 sợ căng quá. Đấy, đây là đánh chuyên vợt nha các bác nhé. Đấy, còn bác nào mà muốn kéo cáp tầm khoảng 6 đến 7 mét nước, kéo nước chảy xuôi dòng, chỉnh cho em là 45, 100, 60 nha. Kéo cáp chỉnh xuôi dòng này, đạp xuôi dòng nhá. Đấy, đạp tầm 4-5 giây lại nghỉ, 4-5 giây lại nghỉ nhá. Kéo cáp xuôi chiều nước nhá. Đấy, các bác nhìn nhá, điện áp 23.2V này, bấm còn này, sụt tải còn 22.9. Đấy, ăn cực kỳ ít điện. Đấy, còn bác nào mà muốn kéo chuyên về lăng này, chuyên về lăng nhá, chuyên lăng này, chuyên ra trơn nhá. Đấy, chuyên ra trơn thì các bác chỉnh cho em là 30, 100, 100 chuyên ra trơn luôn. Đấy, con này thì MCU của nó được lập trình lên cái bên băm sung này, nó lập trình lên băm được 200 thì nó sẽ băm cực kỳ chậm, hỗ trợ cho các bác đánh ra trơn cực kỳ tốt nhé. Đấy, bác nào mà muốn băm chậm thì có thể chỉnh cái nút thứ ba này lên cao được 200 cũng được này. Đấy, nó băm rất là chậm luôn. Đây này, em chỉnh lên cao cho các bác xem nhé. Đấy, băm cực kỳ chậm luôn, các bác thấy không? Hỗ trợ cho các bác đánh ra trơn cực kỳ tốt luôn. Đấy, còn đánh tổng hợp ra trơn cá trắng thì các bác băm cho em tầm 60 nhá. Đấy, cái này là băm này, băm cho em tầm 60 thôi, 60, và phải chỉnh cái tần số này lên tầm khoảng 45-50. Đấy, băm 60, băm 60 nhá, đánh nước chảy, băm xuôi chiều nước nhá. Đấy, đấy, đó, đam 60 là ok nhá. Dòng này thì áp cao thì cá nó nổi cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Quánh bao phê nhá. Đó, quạt làm mát, các bác sẽ nghe tiếng quạt này, gió thổi cực mạnh thì em toàn bộ linh kiện ở trong máy là em yêu cầu những cái gì tốt nhất từ những cái quạt gió đấy để gửi đi con máy chất lượng nhất cho anh em. Anh em cứ trải nghiệm dòng bốt áp cao này thì đánh gọi là bao phê luôn. Còn bác nào mà muốn phóng lao cá tra nhá, chỉnh cho em như này. Đấy, tần số phóng lao cá tra này 95, 100 và tầm khoảng băm tầm khoảng 20 nhá, 20 phóng lao cá tra nhá. Thôi, phóng lao cá tra đánh tầm khoảng 80 là được, 80 là đã căng lắm rồi, 70 rồi là được. Đấy, phi lao cá tra nhá, chết bao rộng luôn, phóng lao cá tra anh em ở trong Kiên Giang, Long An này hay phóng này, phi bao bao rộng luôn, bao chết rộng nhá. Đấy, ok. Đấy, em hướng dẫn các bác test máy chi tiết nhất rồi, thì cảm ơn các bác đã xem video nhá. Thì bác nào thấy hay thì ấn đăng ký kênh cho em nha và ủng hộ em nhé.